con mời mẹ ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Dạ. Dạ, con mời mẹ, mời anh, mời cả nhà. Con mời nội, mời cả nhà ăn cơm. Dạ, dạ mọi người dùng. Sao mẹ? Cô biết nấu ăn không vậy? Sao hả mẹ? À, dạ dạ, mẹ mẹ ăn thử miếng canh đi mẹ. Dạ. Để mẹ. Lấy đi, lấy đi, lấy đi. Dạ, sao mẹ? Mẹ ơi. Dạ. Trời ơi. Canh hay là nước biển vậy? Mặn chát à. Cô đã biết là tôi bị cao huyết áp. Ăn như vậy á là tôi bị bệnh thì sao? Cô hại chết tôi đó hả? Dạ, con đâu dám đâu mẹ. Tại sao kỳ vậy? Hồi nãy con nêm nếm rất vừa miệng mà. Đúng rồi đó nội. Bình thường mẹ con nói ăn ngon lắm mà. Dạ. Ăn thử đi rồi biết. Không ăn nữa. Thank you.